Xin chào tất cả các bác, em tiếp tục lên sóng một con điều hòa di động Corona. Con này em để mã số 59 các bác nhé. Một con máy rất là đẹp này, rất là đẹp luôn. Nói chung hình thức hài hòa rất là đẹp, không khác gì những con máy đời cao cả. Đấy. Thực ra con này thì đây nó là 2010 mấy, nó bị rách đúng chỗ này. Con này em đoán chắc nó phải từ 2013 trở lên nhé. Đấy, nó bị danh một cái số đây, đúng số đây. Đời rất là cao đẹp, máy rất là mới. Đấy, con này em bán là 3,8 triệu nhé. Đi kèm điều khiển đa năng. Đi kèm điều khiển đa năng các bác nhé. Giá 3,8 triệu cho cái phí vận chuyển. Tình trạng máy thì khỏi phải nghĩ rồi. Đẹp. Bên trong này dàn lạnh các bác này. Đấy, còn rất là đẹp nhé. Con máy còn rất là mới đẹp. Còn các bác bảo như bao nhiêu phần trăm thì em chịu nhá, em chả biết đánh giá bao nhiêu phần trăm đâu ạ. Vì đánh giá xong các bác bảo không được thì nó khó lắm. Đánh gió là chỉnh tay các bác nhá. Chạy im re. Ngồi trước cửa gió lạnh buốt luôn. Bọn này dao động nhiệt độ từ 15 khoảng 13 đến 17 18 độ, 20 độ. Nói chung là các bác dùng cho phòng khoảng 10 12 mét vuông vô tư thoải mái luôn. Cực mát ạ. Chạy êm mát, tiết kiệm điện, tự tiêu nước, lắp đặt dễ dàng. Nói chung là hội tụ đầy đủ các yếu tố mà rất là tiện lợi. Con này bên Nhật họ vẫn đang bán mới 17 triệu thôi nhé. Các bác có thể search trên các cái trang Amazon mà các bạn mới 17 triệu đấy, không phải rẻ đâu. Về Việt Nam mình hàng bãi quá rẻ luôn, 3,8 triệu mà một con máy Nhật chạy êm cơ động. Các bác nào chưa có đổi nguồn thì các bác mua thêm đây, em bán đổi nguồn đi qua nhé. 1500W biến áp tự ngẫu, 450, giá em nhập buôn nữa, các bác đừng mặc cả li oa nhá, vì li oa em không muốn bán đâu, em nhập buôn ra bao nhiêu bán hộ các bác thôi. 3,8 triệu bác là chốt, bác liên hệ nhé. Chào các bác.